tiếp tục vẫn là con Abet của dòng Rakuten. Size em này là 27. Khung sườn nhôm. Sử dụng dây Dicroa. Và xài Diamo trước. Tự phát sáng. Phần hộp số cho 3 tốc độ. Vi đông ông tăng. Tay thắng nhôm. Nguyên dàn trên là thấy nhôm hết rồi đó. Ổ khóa cổ, hồi mình sẽ giới thiệu nó. Càng thắng nhôm. Dè yeah, zin. Rổ zin luôn nha các bạn. Rổ của Rakuten mà rổ zin luôn đó. Đèn zin của Rakuten. Đèn này gọi là đèn Autoled, có nghĩa là tự Diamo nó quay thì tạo ra điện luôn. Đèn thường thì nó không thể gắn xe này được. Vỏ ruột zin. Niền thép không rỉ của Rakuten. Cầm inox. Và độ bộ Diamo của Rakuten luôn nè. Khi xe bánh xe nó quay có sợi dây điện kéo lên tự động phát trên đây. Nó có một cái nút mở luôn, tự động chạy là sáng. Còn nút auto. Nước sơn zin. Con này chạy ít. Một điểm chạy. Khi các bạn khóa bánh sau, tự động ở trên khóa cổ. Đó là cái tác dụng của bộ khóa cổ này. Đèn của Rakuten, cái khóa của Rakuten luôn. Đây, cái điểm chày của nó sẽ thể hiện thấy lồi nhôm rồi các bạn thấy liền chắc bóc à. Hai bộ tem của Rakuten và Abet này còn liên lạc chưa rách. Nước sơn zin. Những điểm chày mình sẽ thể hiện trong video rất rõ nha, để anh em nắm bắt được cái tình hình của em đó. Giò đập nhau. Vẫn là cạc tay zin, dè zin. Yên zin của Rakuten luôn. Bờ gai nóc. Đèn sau vẫn là cái dè sau vẫn là dè zin luôn. Đang sử dụng cái đùm Shimano 3 số. Bộ thắng bi của Rakuten. Cái chân trống của nó này. Coi niền, cái niền, cái niền. Để mình quay cái niền. Đây, thép không rỉ của Rakuten luôn. Cầm niền zin. Niền này còn mới, còn khá. Niền còn khá. Cái bộ tăng số nằm đây. Chắc mình phải làm một cái video để hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh số của cái dàn tăng số từ này. Nhiều khi các bạn chạy thời gian nó cái thời dây cáp của nó lỏng. Lỏng khi đó cái dàn số nó sẽ vô không chính xác. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nay mai mình sẽ làm cái video clip để hướng dẫn các bạn qua con ốc này. Cách chỉnh cái bộ số của nó để cho nó chính xác. Chạy cho nó êm ái xíu. Nó đang sử dụng sợi dây Cura zin
nhưng mà để coi cái nó còn cái tem à của Rakuten luôn đây. Vẫn sợi dây zin của Rakuten. Những cái dòng Yakura này nó êm lắm, êm cực kỳ êm, đạp nó nhẹ mà nó êm, nó do nó không phải qua cái phần sơn xích chứ nó nặng như thằng đi sơn đi xích, êm mới không bạn này chớ khủng không. Tiếp theo là phần cặt tè của ABS, bàn đạp của dò dĩa của Rakuten luôn. Con này bể cắt te, bên mình có cái khách hàng cũng khá hay, mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em. Anh em nào có những cái trường hợp như vậy, thường các bạn để ý những cái cắt te này, các bạn hàng ở đâu ăn, các bạn lấy xưa giờ anh em mình vẫn hay khách hàng là cứ lấy cái mỏ hàng chì lên cái mép này ở dưới mặt trong. Nhưng mà khi mà nó có sự va chạm lại thì nó sẽ gãy theo cái mối cũ, đúng không? Xưa giờ anh em mình vẫn làm theo cách đó, nhưng mà mình cũng học hỏi anh em ở trên mạng thôi. Mình mua cái lưới gọi là lưới cái lỗ nhuyễn lắm, mình cắt ra bên đây lú qua chừng phân rưỡi, bên đây lú qua là chừng phân rưỡi, hàng cho cái miếng lưới đó ăn vô cái miếng nhựa này luôn. Lấy cái mỏ hàng cứ kê lên là tự động lúng xuống, kê lên là tự động lúng xuống. Mình nói các bạn nó cứng cực kỳ. Đó là cái cách hàng của mình, cũng mình học anh em. Đi một ngày đàn học một sàn khôn là như vậy. Học anh em từ anh em ra. Những cái mối hàng này nó sẽ không bao giờ xúc lại được nữa. Cắt miếng lưới lấn vào mỗi bên phân rưỡi, lấy cái mỏ hàng ép vô miếng lưới cho nó ăn vô miếng nhựa đều hết miếng lưới là nó sẽ cứng cực kỳ cứng. Mà riêng con này là có gãy cái chỗ này và mình đã hàng theo cách đó, báo cáo anh em chi tiết cái mức độ vậy để anh em không có bỡ ngỡ. Thứ nhất, thứ hai nữa là mua hàng xa, anh em mua hàng xa có hình dung được cái tình trạng của chiếc xe. Cốt nhôm tiên nhiên thì hồi nãy như cũng có báo rồi, nhìn của rồi cái tên nước sơn còn khá đẹp, chày đúng một điểm này, đúng ra cái điểm này mình dậm nhưng mà nó cũng không đáng kể nên mình cũng không dậm luôn, để nguyên zin đi luôn. Bộ tem zin của rồi cái tên chữ anh bét còn khá liền, chưa móp méo sức mẻ gì hết, bộ khóa zin của rồi cái tên luôn. Về trước cây đũa bên đây nhâm 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 nhẹ, rất nhẹ nhẹ, rất nhẹ. Mình quay rất kỹ nha các bạn, chứ điều mình không bỏ sót một chi tiết nào của chiếc xe hết rồi đó. Thì đâm ra anh em cứ căn cứ vô cái video hình ảnh mà mình gửi cho các bạn để các bạn làm việc. Không có bậy bạ, bên mình là cửa hàng, không phải bán lẻ từng chiếc hai chiếc. Nói cái nào ra cái đó, đồ nào nói đồ đó. Chuông ghi đông bông tăng nhôm. Và đây cái bộ hộp số Shimano 3/3 tốc độ là đây. Một hồi mình sẽ giải thích nó. Bao tay zin của Rakuten. Bên đây mới thấy được cái chữ đó. Ba số cho ba tốc độ là như thế nào? Ở chế độ số 1, khi các bạn đạp chân các bạn sẽ rất nhẹ, nhẹ mà các bạn thấy cái lực tay mình đâu có đâu, không thể sử dụng lực tay mình luôn, nhẹ quá. Nhưng mà khi càng nhẹ chiếc xe nó không đi, nó dùng chỉ để tải lên dốc, lên dốc cầu thôi, tải nặng hoặc lên dốc cầu hay là đạp thể dục thôi. Số 1 này thường rất chậm và ít khi sử dụng, những trường hợp cần thiết thì mới sử dụng nó. Qua số 2, tay mình sẽ nặng hơn rồi đó, tay mình nặng rồi đó,
Nhưng mà xe lúc này sẽ đi chớn nha. Đùm sao nhảy ngay đã, chó nhảy. Chó nó còn cứng. Nhảy nghe tiếng kêu đã lắm. Và cũng như số 3. Khi các bạn lên số 3 là tốc độ hết số rồi đó. Chân các bạn nặng nữa. Nhưng mà xe các bạn sẽ lao nữa. Đi chớn, lúc này nó sẽ đi chớn. Nghe tiếng chó chạy đã không? Đó là mình báo cáo về cái tình trạng của em đó, rất chi tiết. Để anh em nắm được. Rồi, những cái dòng này bên mình nhiều, đâm ra anh em cứ liên hệ Ad Zalo để coi mẫu mã. Số điện thoại của mình là 0909 77 54 45 để xem xe trực tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.